Hi, xin chào tất cả mọi người. Trong video hôm nay mình sẽ cập nhật nhanh qua tình hình thị trường cũng như là tình hình Bitcoin. Thì như các bạn đều chứng kiến là Bitcoin đang có một cái bước sụt giảm rất mạnh và ngoài dự kiến của chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ cố gắng là cập nhật tình hình cho các bạn. Thì trước khi đến với nội dung của video, thì với những cái bạn mà mới đăng ký kênh YouTube của mình, thì sau khi đăng ký các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh. Để khi nào mình làm những cái video mới nhất thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên nhận được và được cập nhật thông tin một cách sớm nhất. Ngoài ra thì các bạn đã subscribe kênh YouTube của mình thì nên follow thêm hai kênh Telegram. Thì mình có hai kênh, một kênh là mình cung cấp các tín hiệu trading cũng như là coin lít sàn ở kênh trading FOMO và đã hơn có 2.000 thành viên tham gia vào cái kênh này. Và một cái kênh khác là kênh về mình chia sẻ những cái thông tin của thị trường. Thì các bạn đã follow kênh YouTube của mình thì không nên bỏ qua hai cái kênh Telegram trên. Trên website của mình thì hàng ngày mình vẫn thường up thông tin trên này. Các bạn có thể truy cập vào website anhreviewico.com để mà có thể được cập nhật thông tin hàng ngày. Và các bạn hãy đừng quên là để lại email của các bạn ở trong hộp thư đăng ký. Thì sắp tới mình có những cái chức năng mới hoàn thiện thì mình sẽ gửi qua email cho các bạn. Quay trở lại với cái thị trường ngày hôm nay thì mình sẽ đảo qua một chút trên CoinMarketCap. Thì thị trường ngày hôm nay có thể nói là một thị trường màu đỏ với cái sự giảm giá mạnh của tất cả cái đồng coin trên 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 CoinMarketCap. Thì các bạn có thể thấy là những cái đồng coin có cái mức sụt giảm rất nhanh khi mà Bitcoin đã giảm xuống chỉ còn mức thấp nhất là 6.600 đô trong ngày hôm nay. Vậy thì xu hướng sắp tới sẽ như thế nào và các bạn sẽ cần phải chuẩn bị những điều gì? Thì volume giao dịch market cap volume trong ngày của Bitcoin cũng sụt giảm rất là mạnh và cái tổng vốn hóa hiện tại đã dưới 300 tỷ đô. Đây là cái mức tổng vốn hóa thấp nhất kể từ 2 tháng gần nhất trở lại đây. Vậy thì lý do nào khiến cho cái mức vốn hóa của thị trường lại giảm nhanh như vậy? Đó, thì các bạn có thể thấy là trong ngày hôm nay thì mức vốn hóa đã có một cái bước sụt giảm rất là nhanh chóng từ trên 340 tỷ đô và xuống chỉ còn 296 tỷ đô mà thôi. Có nghĩa là mức vốn hóa bị bay mất gần 50 tỷ đô chỉ trong vòng một ngày. Đây là một cái mức sụt giảm rất là mạnh. Thế thì đến với cái đồ thị giá của Bitcoin thì các bạn có thể thấy là trong những cái phân tích trước đây, những cái video trước của mình thì mình đã có cảnh báo các bạn về hai cái điểm. Thứ nhất ý, là đồ thị giá của Bitcoin sẽ gặp cái đường kháng cự rất là mạnh ở cái đường là 7.900 cho đến 8.000, và cái điều thứ hai đó là cái chỉ số stock RSI trong cái thời điểm mà mình làm video từ sáng ngày hôm qua thì nó đã lên gần cực đại và nó thể hiện một cái xu thế là nó sẽ phải đi xuống. Tuy nhiên mình cũng phải thừa nhận là cái việc điều chỉnh và đi xuống của Bitcoin mạnh hơn so với mình tưởng tượng. Mình nghĩ là Bitcoin sẽ điều chỉnh xuống khoảng 7.000, 7.001. Tuy nhiên là Bitcoin đã xuống khá sâu, xuống mức 7.600. Và như ở trên màn hình thì các bạn có thể thấy là hiện tại Bitcoin đã phá vỡ cái trend mà Bitcoin có được kể từ đầu năm nay. Và đây là một điều thực sự là rất là nguy hiểm khi mà cái đường màu vàng luôn luôn là cái đường hỗ trợ rất là mạnh của Bitcoin từ đầu tháng 2 đó. Và cho đến thời điểm hiện tại là đã hơn 4 tháng trôi qua, Bitcoin chưa bao giờ rơi xuống dưới cái đường màu vàng này. Và với cái việc là Bitcoin giảm một mạch từ 7.500 xuống 6.600 và nó đã phá vỡ mất cái trend của Bitcoin trong gần nửa năm trở lại đây, và Bitcoin thì đang bị giữ chân tại cái đường kháng cự ở cái vùng màu xanh. Các bạn có thể thấy đây là một cái vùng kháng cự cứng, vùng hỗ trợ, mình xin lỗi các bạn, là đây là cái vùng hỗ trợ cứng và nó đang giữ chân Bitcoin. Tuy nhiên là cái việc là Bitcoin có được giữ chân trong khoảng thời gian dài hay không thì chúng ta khó mà có thể đoán trước được. Còn cái đường hỗ trợ vàng này thì chúng ta đã bị phá vỡ mất. Thì cái chỉ số stock RSI của Bitcoin tụt một mạch rất nhanh từ 99 điểm, hiện tại đang là 24,4 và 55 điểm. Như vậy là sẽ vẫn còn có khả năng là Bitcoin rơi xuống tiếp. Thì cái chỉ số stock RSI của Bitcoin mà nó nằm ở dưới cái vùng từ 0 cho đến 20 thì nó mới thể hiện cái việc là cái việc quá bán đang đang diễn ra và nó làm cho giá hạ rất là sâu. Tuy nhiên thì với cái chỉ số stock RSI hiện tại thì nó vẫn chưa cho chúng ta thấy là đây có thể là cái mức giảm
tối đa mà Bitcoin có thể hướng tới trong cái thời gian này. Tuy nhiên bản thân mình nghĩ là cái vùng kháng cự ở cái vùng từ 6.700, 6.600 cho đến 6.800 ấy, nó đang là cái vùng kháng cự, đang là cái vùng, mình xin lỗi các bạn, là đang là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh. Và có thể là Bitcoin sẽ có cái mức hồi phục nhẹ và cái target của Bitcoin sẽ nằm ở cái đường màu vàng đóng vai trò là đường kháng cự, thì nó sẽ rơi vào khoảng 7.200 và 7.300. Tuy nhiên là Bitcoin sau khi phục hồi lên 7.200 và 7.300, nếu như không break được cái đường kháng cự này thì có thể là Bitcoin sẽ tiếp tục là lao dốc. Và như vậy là chúng ta có thể thấy là giá của Bitcoin sẽ có một cái mức rơi khá là sâu xuống tầm từ 6.000, loanh quanh khoảng 6.000 đó. Thế thì đấy là cái tình hình hiện tại và các bạn sẽ phải có những cái bước chuẩn bị cho mình. Thì mình cũng rất là hy vọng là Bitcoin sẽ có một cái đợt hồi phục lên 7.200, 7.300 để cho những các bạn nào đang hold, đang mua Bitcoin thì có cái cơ hội có thể thoát hàng. Thì đó là cái xu hướng của Bitcoin sắp tới. Các bạn sẽ cần phải lưu ý cái vùng 6.700 và 6.800 là cái vùng rất là quan trọng. Và cái điểm thứ hai là cái chỉ số stock RSI nó sẽ vẫn còn có khả năng là nó sẽ rơi xuống tiếp. Thế nên là nếu như xuyên qua cái vùng 6.700 và 6.800 thì có thể là Bitcoin sẽ hướng tới cái mức tiếp theo là mức 6.000, là cái mức mà rất dễ có thể xảy ra. Đó, thì các bạn sẽ cần phải lưu ý đến những cái con số này. Và với cái tình trạng hiện tại thì có lẽ là trong ngắn hạn Bitcoin sẽ chưa thể có được cái mức hồi phục ngay. Và các bạn sẽ cần phải lưu ý một cái vấn đề nữa ấy, là sắp tới chúng ta sẽ có World Cup diễn ra. Vậy thì World Cup diễn ra thì nó sẽ có điều gì xảy ra ấy? World Cup thì 4 năm mới có một lần. Và thường thường là khi mà World Cup diễn ra thì vốn hóa sẽ bị rút từ thị trường, trước đây thì từ thị trường chứng khoán là sẽ được rút ra để mà cho các nhà cái cũng như là nhà đầu tư họ có thể là họ tham gia vào cái việc cá độ bóng đá. Thì ở nước ngoài thì cái cá độ thể thao thì nó là một cái hợp pháp, không vấn đề gì cả. Và hàng năm thì cái số tiền đốt vào cái cá độ thể thao nó rất là lớn. Và trong năm nay thì chúng ta có thêm một cái thị trường crypto. Thì những cái nhà đầu tư họ cũng đã đầu tư rất là lớn vào trong cái thị trường này. Và sắp tới thì World Cup diễn ra thì theo như đúng cái quy trình đã diễn ra từ trước thì rất có thể là cái vốn hóa của thị trường crypto cũng sẽ bị suy giảm để phục vụ cho cái việc là cá độ bóng đá đó, thì các bạn sẽ cần phải hết sức lưu ý về điều này. Thì nên là có thể là phải sau khi World Cup diễn ra thì chúng ta mới có thể chứng kiến được một cái tình hình thị trường nó lạc quan hơn. Thì đó là cái thông tin mà các bạn nên nắm rõ. Và đối với Ethereum thì cũng là một cái đồng coin mà mình muốn nhắc tới trong cái video này. Thì Ethereum cũng tiếp bước Bitcoin là có một cái đợt sụt giảm rất là nhanh, đang ở mức là 530 đô đó. Thế thì Ethereum đang có một cái mức vùng kháng cự, đang có một cái vùng hỗ trợ từ 500 đô cho đến 510 đô. Và nếu Ethereum mà xuyên qua cái vùng kháng cự này thì Ethereum sẽ tiếp tục là rơi xuống. Thì cái đáy của Ethereum đợt vừa rồi là 370 đô. Thế thì nếu như trong trường hợp mà Bitcoin rơi xuống 6.000 thì cái khả năng mà Ethereum rơi xuống tiếp cũng là rất là cao. Và thêm nữa là cái chỉ số stock RSI của Ethereum các bạn cũng có thể thấy là khá là tương đồng với Bitcoin, là đang có cái xu hướng là rơi xuống. Và điều này thì nó báo hiệu là hiện tại nó vẫn chưa phải là đáy của Ethereum. Thế nên là các bạn hãy thực sự là cẩn trọng nếu như mà các bạn trade ngắn trong trong cái thời gian này. Thì thực sự là mình không không khuyên các bạn trade ngắn trong thời gian này. Bản thân mình thì thời gian này mình rất là ít khi trade ngắn, và các bạn có thể để ý là trên cái kênh Trading FOMO của mình đã ít ra những cái kèo trade ngắn hơn, và mình thường hay ra những cái kèo về lít sàn khi mà mình có thông tin. Còn những kèo trade ngắn thì với cái thị trường hiện tại đang liên tục xuống dốc thì trade ngắn là rất là nguy hiểm, thế nên là mình đã không ra những cái kèo trade ngắn này cho các bạn theo. Còn nếu mà các bạn theo các group khác thì các bạn hãy lưu ý tới cái tình hình xu hướng của Bitcoin cũng như là Ethereum trong cái thời gian này, đang là cái thời gian rất là nhạy cảm, cộng thêm việc là World Cup sẽ sắp diễn ra nữa, thế nên là các bạn sẽ phải hết sức là cẩn thận, đúng không ạ? Ngoài ngoài cái thông tin về tình hình giá của Bitcoin Ethereum ra thì mình cũng có một số những cái thông tin về thị trường chung mà mình muốn update đến cho các bạn. Thì có những cái nguồn tin họ cho rằng ấy là cái sự giảm giá của thị trường, thực sự bốc hơi 50 tỷ đô vốn hóa thị trường và sự giảm giá của Bitcoin một phần là đến từ cái thông tin đó là cơ quan có đến từ CFTC. CFTC
là ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ. Thì gần đây thì CFTC họ đã yêu cầu những cái sàn chứng khoán ở Mỹ phải thông báo cũng như là gửi cho họ những cái thông tin để họ điều tra trong cái vấn đề đó, liệu thị trường tiền điện tử nó có bị các sàn giao dịch chứng khoán thao túng hay không. Bản thân mình thì thực ra là bản thân mình và những cái bạn nào mà có lẽ là tham gia cái thị trường tiền điện tử này được một thời gian dài ấy, thì các bạn sẽ có thể hiểu được là cái thị trường tiền điện tử này thì nói nếu mà nói thẳng ra thì nó hoàn toàn là đang bị thao túng về giá, vì cái thị trường này đang là cái thị trường rất là nhỏ và những cái nhà đầu tư lớn, những cái cá mập và cá voi hoàn toàn có thể liên kết và thao túng cái thị trường này. Tuy nhiên là để đưa ra được những cái số liệu cụ thể và để có thể chứng minh được điều này thì nó là một cái điều không hề đơn giản. Và gần đây nhất thì Ủy ban Chứng khoán Thương mại Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ CFTC thì đã yêu cầu những cái sàn giao dịch mã hóa trong nước chia sẻ những cái dữ liệu giao dịch để phục vụ cho cái quá trình điều tra về cái việc là thao túng giá trong cái thị trường tiền mã hóa. Thế thì cái cuộc điều tra này thì đã được đả động đến từ năm cuối năm 2017 khi mà CME Group đã giới thiệu hợp đồng tương lai Bitcoin vào tháng 12 năm 2017. Và những cái giá trị cuối cùng trong hợp đồng tương lai sẽ dựa trên giá từ các sàn giao dịch như là Coinbase, Kraken, XBIT và Bitstamp. Vì vậy thế nên là dựa trên giá từ các sàn giao dịch này có thể tác động đến việc thao túng giá của các hợp đồng tương lai Bitcoin. Và CME thì đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa chia sẻ dữ liệu giao dịch, nhưng một số sàn giao dịch tiền mã hóa thì không đồng ý chia sẻ và cho rằng đây là xâm phạm cái quyền riêng tư cũng như là cái việc kinh doanh của họ một cách nghiêm trọng. Đó, thế thì CFTC thì đã lo ngại rằng là CME không thỏa thuận yêu cầu chia sẻ dữ liệu giao dịch hợp đồng tương lai của Bitcoin. Dữ liệu thì bao gồm những cái thông tin liên quan đến thời gian giao dịch, những cái giao dịch bị hủy hoặc là không thực hiện được, kích thước của một cái giao dịch cũng như là danh tính của các nhà giao dịch. Và CME thì đã tiếp cận đến một công ty thứ ba để tính giá hợp đồng tương lai của Bitcoin. Các sàn giao dịch thì không muốn hợp tác cung cấp dữ liệu với công ty này vốn có trụ sở tại London. CFTC thì đã tiến hành điều tra về các tranh chấp trong việc chia sẻ dữ liệu giao dịch CME và các sàn giao dịch tiền mã hóa để xác minh làm rõ liệu có hay không trong việc thao túng giá của hợp đồng tương lai. CFTC thì đang làm việc với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra về cái việc thao túng giá của các tiền đồng của các đồng tiền điện tử. Đó, thế thì về cái vấn đề này thì những cái sàn giao dịch Bitstamp hay là lớn hay là kể cả những sàn giao dịch giờ lớn như là Coinbase thì đều từ chối bình luận. Đó, thì đây là một cái vấn đề hết sức là nhạy cảm và thực ra là nếu như chúng ta để ý thì một cái thị trường vốn hóa chỉ vài trăm tỷ đô như thị trường crypto nó rất là nhỏ bé so với những cái thị trường như là forex hoặc là thị trường chứng khoán, thì cái việc thao túng ở cái thị trường này là cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy. Tuy nhiên là CFTC cần những cái bằng chứng về con số để mà có thể kết luận được cái điều này, thì sắp tới mình sẽ có update cho các bạn về những cái chuyển biến cũng như là những cái thông tin mà CFTC họ điều tra. Nếu như có thông tin gì mới thì mình sẽ update cho các bạn. Một cái thông tin nữa tới từ Canada, thì Canada là một trong những cái nước cũng đang trong cái quá trình hoàn thiện cái khung pháp lý của mình về tiền điện tử và quản lý blockchain giống như bao quốc gia khác. Bản thân Việt Nam mình thì cũng đang trong cái quá trình hoàn thiện. Thì chính phủ Canada mới đây thì đã ban hành một cái dự thảo về những cái quy định mới cho các sàn giao dịch tiền mã hóa và việc xử lý những cái thanh toán về tiền mã hóa. Theo dự thảo thì các quy định mới sẽ tìm cách giải quyết một số những cái thiếu sót mà lực lượng hành động tài chính FATF đã đánh giá vào năm 2015, trong khoảng thời gian 2015 đến 2016. Cụ thể là sẽ có những cái chính sách liên quan đến vấn đề là tăng cường chế độ tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố của Canada. Thì theo quy định mới thì các quy định sẽ xử lý những cái theo những cái quy định mới thì những cái sàn giao dịch xử lý những cái thanh toán mà có giá trị trên 10.000 Canada USD Canada 10.000 đô Canada tương đương khoảng 7.700 USD thì sẽ phải báo cáo cho cơ quan có chức năng, cũng như là
những cái người tham gia giao dịch mà có cái số tiền giao dịch trên 1.000 đô Canada thì sẽ phải xác minh danh tính KYC. Dự thảo cũng đã đưa ra một cái dự đoán là cái chi phí để mà có thể vận hành được cái quy định này lên tới là 47 triệu USD trong 10 năm tới. Tuy nhiên dự thảo thì không phải được đồng tình bởi tất cả những cái chuyên gia cũng như là những cái công ty hoạt động trong lĩnh vực blockchain ở Canada. Khi mà nhà đồng sáng lập nên công ty tư vấn blockchain tại Montreal là Cartolacci thì ông đã có những cái chia sẻ về cái dự thảo này, thì ông cho rằng là cái việc báo cáo những cái giao dịch mà có giá trị trên 10.000 đô Canada ấy, là cái việc mà hết sức khó khăn, và ông thì không ủng hộ cái chính sách này. Thì FATF là một tổ chức liên chính phủ phát triển các chính sách chống rửa tiền. Các chính sách thì sẽ không bị ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng theo dự thảo, Canada tin rằng là việc thực hiện các quy định này thì sẽ có tác động tốt đối với cái danh tiếng của đất nước họ trên cái thị trường, trên cái nền kinh tế nói chung. Đó, thì đó là thông tin liên quan tới chính phủ Canada. Và một cái thông tin tiếp theo cũng là một cái thông tin khá là tốt cho những cái ai mà đang yêu thích cũng như là tin tưởng vào tương lai tiền điện tử. Thông tin này thì đến từ IMF. Đối với những cái bạn là chưa biết IMF là gì thì các bạn có thể tham khảo trên kênh Wikipedia, thì IMF là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu bằng cách là theo dõi tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán, cũng như là hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ tài chính cho các quốc gia khi mà có yêu cầu. Thì trụ sở của IMF là đặt tại Washington, thủ đô của Hoa Kỳ, và IMF thì đã hoạt động từ năm 1945, và đây là một trong những cái tổ chức có sức ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế của thế giới. Thì mới đây, IMF họ đã có một cái report, một cái báo cáo về cái vấn đề tại tiền tệ trên toàn cầu. Và cái bản báo cáo này thì chắc chắn là sẽ thiếu sót nếu như không đề cập tới tiền điện tử, khi mà đây là cái vấn đề được nhắc đến nhiều nhất, một trong những vấn đề được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2018. Và ngạc nhiên thay là IMF, một cái quỹ tổ chức quốc tế, lại có một cái thái độ rất là ủng hộ đối với cái sự phát triển của tiền điện tử. Và họ còn cho rằng là với cái sự phát triển của tiền điện tử trong tương lai thì sẽ làm là giảm nhu cầu về tiền pháp định cũng như là về những cái dịch vụ về ngân hàng. Đây không phải là lần đầu tiên mà quỹ tiền tệ quốc tế thể hiện cái sự quan tâm đến cái công nghệ blockchain và tiền điện tử. Giám đốc điều hành của IMF thì đã từng so sánh về cái việc ấy, chấp nhận tiền sử dụng tiền điện tử với cái việc là trước đây chúng ta chấp nhận sử dụng máy tính cá nhân, mà chúng ta rất là mà đối với những cái ai mà sống trong cái giai đoạn đó nó rất là mới mẻ, vì chúng ta đã quá quen sử dụng máy tính bàn, và cái việc máy tính cá nhân ra đời thì cái việc chấp nhận nó là một cái việc đổi mới, và nó cho đến thời điểm hiện tại nó là một cái sự đột phá. Thì ông so sánh rằng cái việc chấp nhận tiền điện tử nó cũng giống như vậy. Và IMF thì gần đây đã sử dụng hình ảnh của Bitcoin trên trang web của mình để minh họa cho sự phát triển tiếp theo của tiền tệ. Thì cái điều này làm rất là nhiều người ngạc nhiên ấy, bởi vì IMF có liên hệ rất là chặt chẽ với các quốc gia trong Liên Hợp Quốc, và những cái quốc gia này thì vẫn đang có cái trạng thái và có những cái động thái rất là thận trọng khi mà đề cập đến tiền điện tử, và họ đang trong cái quá trình là xây dựng cái khung pháp lý. Và cái việc IMF họ hoàn toàn ủng hộ tiền điện tử là một cái điều ngạc nhiên đối với rất là nhiều người. Thì trong cái bản báo cáo thì IMF cũng đưa ra rằng là những cái cuộc khủng hoảng tài chính hoặc là những cái vấn đề trong cái vận hành cái hệ thống ngân hàng hiện tại nó là cái tiền đề để giúp cho cái sự phát triển cũng như là cái tính ứng dụng của tiền kỹ thuật số sẽ tăng trưởng trong tương lai. Và cái việc mà chấp nhận cái việc và IMF thì cho rằng là cái việc sử dụng tiền tiền điện tử để mà thanh toán ấy, nó sẽ làm thay đổi đáng kể cái cách mà mọi người sẽ thanh toán trong tương lai. Đó, thì trong bản báo cáo của IMF thì cũng đã giải thích về cái quá trình những cái quá trình tiền tệ được hình thành trong quá khứ, và dường như là tiền điện tử thì là một loại tiền hàng hóa. Chúng ta có hai loại tiền là tiền giấy và tiền hàng hóa, thì theo IMF thì tiền điện tử là một loại tiền hàng hóa, và cái việc là sắp tới trong tương lai cái việc nâng cao cái chấp nhận là thanh toán tiền điện tử nó sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng những cái loại tiền tệ do chính phủ quy định và do các ngân hàng trung ương phát hành.
Tuy nhiên đồng đồng không không có nghĩa là IMF hoàn toàn đồng ý với cái việc là tiền điện tử chỉ có những cái lợi thế mà không có những cái khuyết điểm. Thì trong bản báo cáo thì IMF cũng đã lưu ý rằng là tiền điện tử thì có thể cũng có một số những cái trở ngại rõ ràng và sẽ mất nhiều thời gian trước khi nó sẽ trở thành một cái công cụ thanh toán chuẩn trong tương lai. Và trở ngại lớn nhất của tiền điện tử trong cái thời điểm hiện tại đó chính là biến động giá của một đồng tiền điện tử là rất là lớn, và hiện tại thì nó chưa có được cái sự ổn định về giá trị. Cũng như là báo cáo thì cho thấy rằng là có thể là những cái ngân hàng ấy, họ đã nhìn được cái mối hiểm họa của tiền điện tử sẽ đe dọa đến cái việc công việc kinh doanh của họ, và họ sẽ có những cái chính sách để mà chống lại cũng như là làm giảm cái sự chấp nhận của tiền điện tử trong tương lai. Tuy nhiên cũng có một cách khác mà trong bản báo cáo đưa ra, đó là các ngân hàng họ sẽ đưa ra một cái loại tiền điện tử riêng của họ, và đây sẽ là cái loại tiền điện tử ổn định hơn rất nhiều so với các loại tiền điện tử truyền thống và truyền thống đó. Thì cái bản báo cáo của IMF đã kết thúc với cái nhận định là như vậy. Và quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì vốn trước đây là một cái quỹ có ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực tài chính trên toàn cầu, thế nên là cái việc ủng hộ tiền điện tử nó cũng cho chúng ta thấy một cái điều là có lẽ là sắp tới tiền điện tử sẽ còn tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên là nó sẽ mất thời gian, một thời gian không phải là ngắn như mình đã chia sẻ ở rất là nhiều video trước, và bản thân mình thì là một cái người rất là tin tưởng vào cái thị trường này. Ok, và một cái thông tin tiếp theo đó là thông tin liên quan tới ngân hàng. Một cái ngân hàng đã có những cái thử nghiệm trong cái vấn đề là thử nghiệm cái công nghệ blockchain vào trong cái công việc tài chính đó. Thì chúng ta luôn luôn trước đây đã từng hy vọng là cái công nghệ blockchain nó là sẽ làm thay đổi cái ngành tài chính, và cái đồng coin Ripple là cái đồng coin có cái trọng trách lớn nhất trong cái vấn đề này. Vậy thì ngân hàng Central Bank DCB họ đã có thử nghiệm, đây là một ngân hàng của Netherlands, và họ đã thử nghiệm cái công nghệ blockchain trong 3 năm, và họ đưa ra quyết định là cái công nghệ đưa ra cái kết luận là cái công nghệ blockchain hiện tại chưa đáp ứng cũng như là chưa thể phục vụ được cái nhu cầu của ngành tài chính thế giới. Và tại sao họ lại đưa ra cái kết luận này? Thì trong 3 năm thì họ đã đưa ra bốn phiên bản khác nhau ứng dụng những cái công nghệ blockchain vào trong cái giao dịch thanh toán ngân hàng, và họ đặt tên cái dự án của họ là Dacuton. Và trong cả bốn phiên bản thì đều để lộ ra những cái khuyết điểm của cái công nghệ blockchain, và họ đưa ra một cái kết luận là với cái công nghệ blockchain hiện tại thì chưa thể nào mà có thể đáp ứng được ngay cái nhu cầu về 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 tài chính, về luân chuyển tiền tệ của thế giới. Thế thì họ được đánh giá qua những cái tiêu chí như là tốc độ, như là tính mở rộng, như là an toàn, khả năng an toàn, khả năng thanh khoản, cũng như là chi phí và tính ổn định, và rất là nhiều những cái tiêu chí khác. Đó thì có một cái hệ thống giao dịch có tên là Aero System, thì đây đang là một cái hệ thống mà có thể hỗ trợ được cái việc giao dịch liên ngân hàng rất là tốt, và nó có cái khả năng thanh khoản cũng như là xử lý những cái giao dịch có cái volume rất là lớn. Thì đây là cái điều mà với cái công nghệ blockchain hiện tại chúng ta chưa thể làm được, và Aero Systems vẫn đang là một trong những cái sự lựa chọn hàng đầu cho cái việc thanh toán liên ngân hàng ở châu Âu. Thế thì mình hoàn toàn đồng quan điểm với cái thử nghiệm của ngân hàng của ngân hàng DNB. Cái lý do là như mình đã chia sẻ và phân tích về cái nền tảng Ethereum hay là nền tảng Cardano, thì với cái nền tảng Ethereum hiện tại họ vẫn còn đang trong cái quá trình là nâng cấp và tăng cái tính mở rộng của cái nền tảng của họ. Và với như cái tốc độ xử lý giao dịch chỉ từ 6 đến 10 giao dịch trên một giây thì chắc chắn là nó không thể nào mà đáp ứng được cái nhu cầu hàng ngày của các ngân hàng và của những cái người sử dụng nó. Thì ước tính một cái blockchain phải có tốc độ giao dịch vài trăm ngàn giao dịch trên một giây thì mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu thực sự của xã hội, và đây là điều mà chưa một blockchain nào có thể thực hiện được tính đến thời điểm hiện tại. Có rất là nhiều blockchain ra đời, EOS đúng không ạ, hứa hẹn lên tới hàng triệu giao dịch trên một giây, tuy nhiên tất cả đều đang là
phiên bản thử nghiệm và chưa có một cái phiên bản chính thức nào để mà đưa vào hoạt động, thì chúng ta sẽ cần khá là nhiều thời gian để mà cái nền tảng và cái công nghệ blockchain này có thể nâng cao cũng như là tăng cái tính mở rộng để đáp ứng được những cái giao dịch của ngân hàng và những cái giao dịch hàng ngày của chúng ta. Thì đây là cái điều mà những cái blockchain hiện tại đang hướng tới. Thế nên là chúng ta sẽ cần thời gian để cho những cái nền tảng này họ có thể đưa vào hoạt động. Đó, thì đấy là những cái thông tin trong ngày hôm nay. Sắp tới thì thị trường chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều biến động, và mình sẽ cố gắng là update thông tin cho mọi người hàng ngày và thường xuyên để mọi người có thể nắm được những cái thông tin thị trường, và qua đó thì có những cái quyết định đầu tư chính xác nhất. Ngoài ra thì mình sẽ làm những cái video về những cái dự án ICO mà các bạn quan tâm. Ok, cảm ơn các bạn đã nghe và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Xin chào.